Đúng. Nghĩa là con biết sao không? Từ lâu tới giờ chưa có tu, bao nhiêu cái sức khỏe con nó gồm lại đó, bắt đầu nỗ lực tu nghe khỏe quá. Mà chừng nó tiêu hao hết rồi, bắt đầu nó hết cái lực của con rồi. Coi như nó hết cơm rồi, bắt đầu mà nó chống lại rồi, bắt đầu tu cho nó vô. Đó là nói là hết cơm đó, tức là nó hết sức khỏe rồi. Còn hồi đầu tới giờ chưa tu, bắt đầu tu nhà nó thấy chán chịu, tu đâu cũng được đó như mình. Nhưng mà sự thật là từng cái lúc đầu đó mình phải biết tiết kiệm cái năng lượng của mình đó, ngay từ lúc đầu đó, để dành dụm cho mình tu từ từ mình sử dụng về tài rồi. Cũng như giờ có cái bồ lúa từ từ mình ăn, chứ bây giờ mình đem ra mình xài hết, mai mốt nó đói chết đó. Nên đây con tận dụng để cho nó mau đó, lấy hết cái sức của mình có từ nào giờ đó mình tu, nhưng để cho nó mau. Nhưng mà không ngờ là nó dốc hết cái năng lượng của mình rồi. Con đường này là con đường đi dài chứ không phải con đường đi ngắn được đâu, cho nên vận dụng như vậy không được. Vì vậy cho nên bắt đầu tu để mình sử dụng cái năng lượng của mình đang có, mình sẽ từ từ, rồi từ cái chỗ mình vừa tu đó mình và chế được cái năng lượng thêm ra, tức là mình an trú được trong một hơi thở, hai hơi thở đó là nó chế thêm cái năng lượng, nó dồi dào, vừa tiêu thụ mà lại vừa có năng lượng thêm vô. Còn này có bao nhiêu cũng xài hết, vẫn dũng xài hết mà cái tu tập chưa có năng lượng gì hết, cho nên nó không có bồi dưỡng vô thêm, mà bắt buộc ăn phải ăn ít nữa, thành ra thiếu quá thiếu, cuối cùng thì nó phản ứng lại làm cho mình tu không được. Bởi vậy đó là những cái kinh nghiệm, rút ra những kinh nghiệm để cho chúng ta biết cách thức tu cho đúng. Vì vậy mà trải qua một cái thời gian ở đây, thầy hướng dẫn những kinh nghiệm này là cái kinh nghiệm ngàn đời, mà có tu viện này mới có những cái này, chứ thiệt ra thì chỗ khác thì không có, chứ chỗ này có, mới đó là có sự thật. Cho nên rút ra từng cái kinh nghiệm của mọi người, của huynh đệ với nhau, để rồi chúng ta chia sẻ nhau trên cái chuyện tu học. Người mà tu được mà chia sẻ những cái điều kiện họ, tại sao họ tu được, mình giúp đỡ cho mình, rồi từ đó mình rút tỉa những kinh nghiệm đó mình áp dụng vào mình. Người này giúp cho người kia giúp mình, kế đó là có thầy nữa. Cho nên vì vậy nó vững vàng. Còn nếu mà từ tu cái pháp kỳ cục, nó xả tâm mà nó kỳ với cho nó làm cho mình rối loạn ghê gớm. Bởi vì cái mục đích là chúng ta đi ngược cái tâm của chúng ta, cho nên nó bị rối loạn. Chứ còn mình cứ để nó dục đi, rồi mình tu cái khác đi thì nó không sao. Bởi vì đời mình, đời thì mình cũng còn giữ đó chứ mình chưa bỏ, mà đạo mình thêm, cho nên nó không sao. Cho nên tu mấy ông thầy đại thừa nó mập lù mà nó không có sao hết. Còn mình nó tu ít bữa cái thân nó ốm nhục, nó đi ngược, cái thân nó ốm, cho nên nó bắt đầu nó ôm pháp vô, nó ôm hết muốn nổi. Còn mấy ổng ôm pháp vô mà đời không bỏ, cho nên nó đời nó làm cho họ nó sung mãn, rồi họ lại thêm cái dục của pháp nữa, cho nên nó từ đó nó dục, nó bầu dục lên, thành ra họ tu nó dễ dàng lắm. Nhưng mà tới đâu thì nó không đâu, vì nó dục nó không có ly. Còn mình đi ngược lại là mình ly, cho nên nó làm cho cái từ lâu tới giờ mình quen dục, mà giờ nó ly tức là nó sẽ làm hao hụt. Mà hao hụt là tại vì, bởi vì mình không ly thì làm sao được. Mình nếu mình ăn ba bữa thì mình làm sao mình ly, ủa mình phải ăn bữa sống thôi, cho nên nó ly rồi. Rồi bắt đầu bây giờ cái pháp lại ly nữa, hai cái đều ly hết. Hồi nào tới giờ ngủ, hồi nào thì muốn ngủ nó ngủ thì mình cho nó ngủ thẳng cửa, còn bây giờ thì không cho, buộc lòng nó phải ly. Thì bây giờ ly được cái ngủ rồi thì cái pháp mình ôm mình tu thì nó lại hao cái sức của mình. Cho nên mình ly cái này mà mình lại vận dụng những cái lực của mình, làm cho càng ngày mình thấy như là kiệt quệ, nó không có. Cho nên ở đây nó đi ngược lại cái dòng đời, mà nó không giữ cái đời, mà nó tiếp tục ở trên cái pháp, mà cái pháp lại tiếp tục ly nó làm rối loạn cả cái tâm và cả cái cơ thể của nó rối loạn hết. Cho nên khi mà rối loạn thì mới còn quả hồn trời đất ơi, cho nó kỳ. Nó cũng như tu học cái gì nó sao vậy, thì mới còn thấy họ vậy là sao tu được. Nhưng mà không ngờ là khi hỏi rồi, nhờ thầy sắp tấn, nhờ huynh đệ khích lệ nhau, bắt đầu ôm pháp tu vượt qua, bắt đầu vượt qua được rồi thì bắt đầu nó ly rồi, cái thân nó khỏe mạnh trở lại. Trời, ăn ngàn bữa tu tập nghe nó an lạc, nó lọt vô trong cái dòng mà nếm được mùi vị giải thoát, nó trời ơi sung sướng biết mấy. Bây giờ mình mới ở trong cái thế giới khác rồi, mỗi lần mà ôm pháp tu thấy mình ở trong một cái gì đặc biệt vô cùng này. Lúc bây giờ thích rồi, cho nên con không vượt qua được chỗ này, mùi vị giải thoát không có, cho nên nó ngán quá chừng. Cho nên sửa lại để rồi nếm được cái mùi vị của bánh ngọt của Trung Thu này mới được.